Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ngắn mới của tác giả Ngọc Trâm. Mới mấy ngày trước đây thì chúng ta đã được nghe qua bộ truyện Cô Gái Điên của Ngọc Trâm, được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một tập truyện ngắn có tựa đề là Khúc Sông Lạnh, vẫn là thể loại truyện ma về miền quê, miền Tây, theo cách viết rất đặc trưng của Ngọc Trâm. Chúng ta cùng chờ xem bộ truyện này sẽ như thế nào nhé. Mong chào mọi người, nếu như yêu mến tác giả thì hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Ngọc Trâm. Huy đã để link trong phần mô tả rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Mùa hè ở cái xóm nhỏ, không khí oi bức cả về đêm. Lâu lâu có một cơn gió thổi thả vào người, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Mấy thằng nhỏ trong xóm cởi trần hết, tụ tập ra giữa nền đất lớn bày trò chơi chung. Nhưng chưa kịp chơi thì đã bị người lớn gọi vô trong nhà. Trời ơi, giờ này còn chơi gì nữa? Về ngủ sớm đi mấy đứa. Nghỉ hè suốt ngày lông bông chơi không thấy mệt hay sao? Giờ này còn cười giỡn á, không có nên đâu. Tiếng người từ trong nhà vọng ra. Các bọn nhìn theo hướng phát ra thì thấy mẹ của thằng Khôi đang đứng trước cửa nhà nhìn chúng nó. Thằng Khôi nghe mẹ gọi thì mặt bí xị đi vào bên trong. Trong đám con nít, thằng Khôi là đứa nhỏ tuổi nhất, mới học xong lớp 1, chuẩn bị lên lớp 2. Còn bốn đứa kia thì cũng 9-10 tuổi rồi. Mất một đứa chơi nên cả bọn cũng mất hứng. Ôi, thôi vậy. Thằng Bảo nói cọc lốc rồi quay người đi, bị thằng Hoàng gọi ngược lại. Ê, tự dưng thằng Khôi về á, cái bốn đứa mình giải tán sao? Qua nhà tao đi, bà nội tôi kể chuyện cho nghe, đỡ buộc. Mày 10 tuổi rồi chứ có còn nhỏ gì nữa đâu mà nghe chuyện cổ tích vậy. Khùng cái mày ơi, tao lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu mà nghe chuyện cổ tích chứ. Ý tao là nghe chuyện ma. Thằng Hoàng nhỏ giọng nhưng phát ra tiếng nào rõ tiếng đó, còn nhướng cái chân mày thách thức đám còn lại. Nghe qua cái từ ma, thằng nào thằng nấy cũng trùng mình hết trơn. Nhưng đâu có thằng nào dám mở miệng ra nói là mình sợ cái thứ đó chứ. Thứ đáng sợ nhất lúc này là sợ bị quê, sợ bị cười. Con trai mà không dám nghe chuyện ma thì có khác gì mấy đứa con gái đâu. Khí trời thì vẫn oi bức, có giải tán đi vậy thì cũng khó mà ngủ được. Thế là cả đám kéo qua nhà thằng Hoàng, năn nỉ bà Quý là bà nội của nó kể chuyện ma cho mà nghe. Ban đầu bà còn do dự, sau một lúc cả đám cam đoan là không sợ cái thứ được gọi là ma quỷ đó thì bà mới khẽ gật đầu. Cái tay cầm cái quạt giấy ngưng lại, ánh mắt chợt nhìn ra xa xăm, rồi bà bắt đầu kể những mẩu chuyện ma mà bà gặp từ lúc còn nhỏ. Hồi đó bà làm ruộng thuê cho nhà ông Hội, thời gian để cho bà gặp ma dường như cả sáng lẫn tối. Nghe cả 4-5 cái chuyện ma của bà mà tụi con nít chỉ thấy mắc cười, không hề cảm thấy sợ. Trời ơi bà ơi, con ma nào mà lộng hành dữ vậy? Cả đám cười ngặt nghẽo. Bà Quý thấy mấy cái chuyện mình đi gánh nước làm ruộng gặp ma xem ra còn nhẹ đô với tụi nhỏ quá, thì mới chuyển sang nói về ma gia. Bà kể rằng ở dưới sông sẽ luôn luôn có ma gia chờ người hạp mạng bắt xuống sông để mà thế mạng. Cái câu chuyện này không còn xa lạ gì với tụi nó nữa rồi, vì đa số người lớn đều nói ở dưới sông có ma gia. Một câu chuyện mới lạ không đem cho tụi nó cảm giác sợ hãi, nhưng khi nghe về một câu chuyện ma gia quen thuộc thì mặt đứa nào đứa nấy cũng đều tái mét. Cơn gió thỉnh thoảng trong mùa hè oi ả ngay lúc này lại thổi nhẹ qua cửa sổ, phả nhẹ nhàng qua làn da của từng đứa một. Lúc bấy giờ tụi nhỏ không cảm thấy mát, mà ngược lại, cơn gió vô tình đó như muốn nhấn thêm cho câu chuyện này. Thằng nào thằng nấy giải tán đi hết. Không phải vì câu chuyện của bà Quý làm cho tụi nó sợ, mà tại vì khúc sông ở cái xóm nhỏ này năm nào cũng có đàn ông chết, mà chết rồi thành ma. Suy ra khúc sông nhỏ
cả chục cái dòng mà chứ đâu có ít. Bà Quý chỉ kể nhẹ nhiêu đó thôi, còn bao nhiêu suy diễn, mỗi một thằng, mỗi một cách phong phú. Thằng Bảo lại nghĩ tích cực hơn. Nó nghĩ mấy người đàn ông chết ở đó chỉ là do đi nhậu say, chẳng may bị té rồi chết đuối thôi. Chứ thật sự có ma ở dưới sông thì làm sao gia đình ông Tư sống mấy chục năm trên ghe hàng mà lại không bị cái gì. Điều làm cho cả đám từ bỏ việc ngồi nghe là vì chỉ mới một năm trước đây, trên khúc sông quen thuộc đó lại nổi lên phần một cái xác chết của người đàn ông. Nhìn mặt độ khoảng 30 và hình như là người ở nơi khác. Sau này khi người này truyền cho người kia, người thân của cái xác tới nơi mới lấy được cái xác vậy, còn mướn thầy trục hồn về nữa. Cái xóm nhỏ mỗi năm vào đúng mùa hè thì y như rằng có một người đàn ông vong mạng. Mỗi lần như vậy, người ta lại được chứng kiến những buổi cúng giấy vàng, đồ mã nhiều vô số kể, mong thông qua thầy mà xin cho trục cái vong mới chết đi về nhà. Những năm liên tiếp đổi nhiều thầy, người trong xóm biết được nguyên nhân là do khúc sông này có ma gia, còn là một vong nữ. Những bà thầy ông thầy nói cái vong chỉ mới độ 18-19 mà lại dữ vô cùng. Họ chỉ dám xin cúng đồ đổi vong hồn chứ không dám khuyên vong nữ đi đầu thai. Khi cả bọn về hết, chỉ còn lại một mình bà Quý. Bà ngẫm lại chuyện xưa, một chuyện đã từng xảy ra và cho tới tận hôm nay vẫn còn tồn động, chưa giải quyết được. Năm đó bà cũng đã hơn 30, gia đình bà cũng có đất làm ruộng riêng và không còn làm mướn ở ruộng của nhà ông Hội nữa. Một buổi sáng của tháng hè, người dân này vớt xác được một cái xác mà trên người không một mảnh vải che thân. Nhìn mặt thì người ta nhận ra đó là cô Kiều, người con gái bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc còn non tháng, đỏ hỏn, được người làm trong nhà ông Hội đem về nuôi. Lớn lên lại ở trong nhà đó, phụ làm những việc nhà. Kiều gọi người đem cô về nuôi là mẹ, và người ấy là người thân duy nhất mà cô có thể dựa dẫm ở trên đời. Do mẹ là người ở cho nhà ông Hội nên số phận cô từ nhỏ cũng không khác cái gì mấy. Lên 14 thì mẹ mất đi, thân con gái chẳng biết đi đâu nên vẫn ở lại nhà ông Hội, kẻ củi, giặt đồ, làm những việc mà mẹ của cô từng làm qua. Người ta vớt được xác Kiều, nhìn thấy cái xác họ cũng đoán được cô đã bị quân ác nhân nào đó hãm hiếp trước khi chết. Và cái vong ở dưới sông được gọi là ma gia đó, không ai khác, chính là Kiều. Bà Quý là một trong số ít những người biết được vong hồn của Kiều, tính đến nay cũng đã hơn 40 rồi. Nhưng bà chẳng hiểu vì sao linh hồn dưới sông đó luôn trẻ, trông như độ tuổi lúc mới mất vậy. Người dân ở xóm này già theo năm tháng, chứ linh hồn của Kiều thì vẫn như thuở con gái, dù đã mất rất lâu rồi. Mùa hè năm nay vẫn chưa xảy ra vụ chết đuối nào ở dưới sông. Người ở đây cũng thấp thỏm hồi hộp nhiều lắm, cầu mong người mà Kiều bắt đi không phải là người thân, là chồng, là cha của mình. Quay trở về lúc cô Kiều mới lên 18, lúc đó cô ở đợ cho nhà ông Hội, đang ở độ tuổi trổ mã, lại có gương mặt dễ nhìn, cho nên người làm trong nhà thường xuyên quan tâm cô gái nhỏ. Tuy hàng ngày Kiều mặc áo bà ba, ống quần trọng dài tới mắt cá chân, nhưng cũng không giấu được cái dáng người thon thả, dòng nào ra dòng đó của cô. Kiều cũng không thoát khỏi sự để ý của cậu nhà này, người con trai duy nhất của ông bà Hội. Bình sinh ra trong gia đình giàu có, lại được ông bà Hội cưng chiều nên quen với lối sống chơi bời. Anh ta có vợ có con, là một đứa bé trai năm nay lên 8. Bình lấy vợ hồi 24, sau đó một năm thì vợ của anh sanh con. Bình lớn hơn Kiều tận 15 tuổi. Dạo gần đây cậu nhà thường xuyên sai vặt Kiều lắm. Kiều à, đâu rồi, ra biểu coi. Kiều nghe tiếng gọi, bỏ ngang việc chụm củi, từ dưới bếp chạy lên. Dạ, cậu kêu con. Trà này nguội rồi,
mày pha cho cậu ấm mới đi. Bình cầm ấm trà lên, vờ như vô ý đổ đi. Trời ơi, thôi mày lau đi cho pha. Kiều nhanh nhảu lấy cái khăn nùi dẻ lau nước. Bình cũng chớp lấy cơ hội mà nắm lấy tay của cô gái. Tay gã vừa chạm vô khiến cho Kiều giật mình, giật ngược ra theo phản xạ. Gã bực bội chắc lưỡi: mày làm cái gì mà giật mình như vậy? Tao chỉ muốn mày lau mạnh vô, lau kỹ vô thôi. Dạ dạ. Kiều lau nhanh qua, vừa đủ sạch thì liền chộp lấy cái ấm trà nhanh chân rời khỏi đi. Phía sau lưng cô gái nhỏ, cả Bình đang dán mắt vào cái giọng ba của cô. Ánh mắt cô gã lộ ra một sự thèm muốn được ôm trọn cái mông tròn trịa kia. Kiều xuống bếp pha trà, đem đặt lên lại chỗ cũ. Nhìn dọc nhìn xuôi chẳng thấy cậu Bình đâu. Cô lại đi xuống bếp nấu cho xong bữa cơm chiều. Kiều đâu hề biết rằng cậu nhà đã không chịu nổi, tìm ra sân phơi đồ của cô, hít cái mùi trên áo của cô, vẻ mặt hiện rõ ra một biểu cảm thích thú quái gở. Thằng Bình này mà đã muốn được thì nhất định phải có được. Trời ở vùng quê nhanh tối, người làm ở trong nhà cũng xong việc, về phòng riêng chuẩn bị ngủ hết rồi. Người làm nào ở đây cũng có phòng riêng, một gia đình ở một phòng, nhưng nó cũng là một căn phòng sập xệ cũ rích thôi. Còn những thanh niên vì gia đình mượn nợ mà phải làm ở đây trả công thì sẽ phải ngủ ở bếp. Kiều cũng trở về phòng. Căn phòng này trước kia còn có mẹ, nhưng từ khi mẹ cô mất đi, cô chỉ ngủ một mình. Bình lợi dụng cái điểm này, đêm hôm lại sang phòng của Kiều, gõ cửa. Kiều à, mày ra đây tao biểu coi. Kiều nghe được tiếng gọi, chui ra khỏi mùng, cầm cái đèn dầu trên tay tiến ra mở cửa. Dạ, cậu biểu gì con ạ? Cả đưa tay lên miệng rồi lao vào trong phòng, cẩn thận đóng chặt cửa lại. Kiều cảm thấy bất an, cả liếc mắt biểu ý cô bỏ cái đèn dầu xuống bàn đi. Linh cảm có chuyện không lành xảy ra, Kiều muốn la lên cầu cứu, nhưng người ở trước mặt lại là cậu Bình, với lại cậu cũng chưa làm gì cô cả. Hành động của gã khiến cho cô bé bối rối, chưa biết phải xử lý ra sao mới đúng. Thì gã đã quay sang ôm chậm lấy thân thể nhỏ bé, hít một hơi thật dài, rồi trừng mắt lên dữ tợn, đưa ngón trỏ của mình chạm vào đôi môi nóng bỏng của Kiều, ra ý là phải im lặng. Gã đưa hai tay chạm vào hai tà áo, kéo mạnh nó sang hai bên. Hàng nút bấm bị lực làm cho bung ra một cách dễ dàng. Cá vừa kịp nhìn thấy bộ ngực non nhỏ gọn, Kiều nhanh chóng giật lùi về phía sau, hai tay nắm lấy tà áo che lại. Đôi tay nhỏ run rẩy nói: Đừng, đừng mà cậu. Ngoan đi, cho cậu cho tiền. Cá vừa nói, vừa móc trong túi ra một sấp tiền giấy. Kiều vẫn lắc đầu: Dạ thôi, ông bà mà biết á, đánh con đuổi con đi. Gã chụp lấy cổ tay của Kiều kéo mạnh một cái. Cô bị lực làm cho ngã nhào vào trong lòng của gã ta. Bình cũng nhanh chóng ôm chặt, cúi xuống thủ thị vào tai cô: Hoàng đi, chỉ cần con chịu ý theo cậu, con muốn cái gì cậu mua cho. Kiều gỡ tay mình ra, trong giọng nói vốn đã trung nay còn trung hơn: Dạ thôi mà cậu, con xin cậu, mợ mà biết mợ giết con chết cậu ơi. Cái con này, tao nói nhẹ mày không nghe sao? Cá nhạo tới, ôm cô từ phía sau, một tay bóp lấy cổ, một tay cởi áo xuống, để lộ ra hai cái xương quai xanh mỏng. Kiều hoảng loạn, quơ quào trong vô định. Gã như nắm chủ tình thế, kéo chiếc áo cánh của Kiều ra. Một phần là do chiếc áo cánh đã cũ, một phần là do gã dùng sức dội vàng, làm cho chiếc áo bị xé rách đi. Mảnh vải vẫn còn dính trên người, nhưng không còn che được ngực của cô nữa. Dùng ngực bị lộ ra, đập vào mắt gã là một bộ ngực nhỏ, hồng hào. Nhưng chưa kịp chạm vô, thì âm thanh đồ vật bị dở làm cho gã bất ngờ, vội nhìn xuống nền.
Dì Bảy phòng kế bên nghe tiếng đổ vỡ, lớn giọng hỏi: Ủa, có chuyện gì vậy Kiều? Bà vừa mới nghe tiếng gì giống miệng bể quá vậy bay? À, dạ không có gì bà dì ơi, con lỡ làm bể cái đèn dầu rồi. Ê trời ơi, bay chờ một chút, bà dì đốt đèn dầu qua rồi đem vào phụ bay dọn. Đứng đó đi, đừng có bước lung tung á, miễn làm đứt dò. Tiếng sột soạt kế bên mách bảo bà ấy sẽ qua. Bình thở hắt ra một cái rồi nhanh chóng trời khỏi đi. Kiều vuốt lại mặt mũi rồi cũng tới cái tủ, mở ra lấy một cái áo bà ba khác cài vào nhanh chóng. Đến lúc bà dì hai cầm cái đèn đi qua thì chỉ thấy mỗi một mình Kiều đang ở trong phòng. Ây, mắt bà dì kém, tìm hoài mới ra được cái hộp diêm, quẹt lên cho mồi lửa mới qua được đây nè. Dạ con cảm ơn bà, con đi lấy chổi dọn đống này cái, bà cho con mượn đèn chút nha. Cảm ơn dì mấy cái chuyện này, bay lấy chổi quét đi, bà dì ở đây coi cho. Kiều quay ra lấy chổi rồi dọn đi những cái mảnh vỡ, trong lòng thầm cảm ơn nó đã cứu lấy cô một lần. Khi dọn dẹp xong, dì hai hỏi Kiều: Con có cần bà dì để lại cái đèn cho con ngủ không? Dạ thôi, con ngủ cũng đâu có đốt đèn chi cho hao đâu, con cảm ơn bà dì. Bày cứ cảm ơn tao hoài à. Thôi, không có gì nữa, bà về nha. Dạ. Ờ, con ngủ đi. Sau ngày hôm đó, gã Bình vẫn nhen nhóm ý định tiếp cận cô gái một lần nữa. Lúc chưa thấy gì, gã lại muốn thấy cho bằng được. Khi thấy rồi, cơn thèm khát nó còn nhiều hơn. Những lúc thấy Kiều làm việc, gã lại nhớ về cái đêm đó, nhớ về bộ ngực non hồng hào kia của cô. Hôm nay ông bà Hội có chuyến đi lên tỉnh thăm người quen và giải quyết một số chuyện. Chuyến đi ước lượng khoảng nửa tháng mới vậy. Tiền, người con dâu của ông bà từ ngoài đi vô nói: Má à, lần này má đi lâu như vậy á, hay là để con giữ cái chìa khóa tủ cho? Con sợ má đi rồi người làm trong nhà nó tham, lấy vàng đi rồi thì không có hay đó. Bà Hội nhìn con dâu một cái rồi nói: Thôi không cần đâu, má chuẩn bị kỹ hết rồi. Rồi lại nói bằng cái giọng úp úp mở mở răng đe: Đến con kiến nó còn không thể bò vô cái tủ đồ, chứ sợ gì cái phường tham lam trộm cắp chứ. Tiên như người có tật giật mình, nhưng vốn là người mưu mô nên cả khi lúc giật mình vẫn lọc lỗi khó phát hiện. Nuốt nước bọt liếc ngang rồi nhanh chóng cười trừ: Dạ, má nói vậy thì con yên tâm rồi, chứ không sợ mấy đứa nghèo nó tham của. Đợi má đi rồi hả, tính chuyện trộm cắp thôi. Ừ. Bà Hội liếc nhìn con dâu, gằn giọng ừ lên một cái. Bước ra xe xích lô, phía sau lưng bà là một gương mặt hụt hẫng của cô mợ nhà này. Cho dù Tiên có tranh ma tới đâu thì cũng không thể qua mắt được bà Hội. Bà cũng sớm biết cô con dâu này có lòng tham, bà nghĩ thầm: Mười đứa như mày tao còn đẻ được, chứ tuổi gì mà đòi qua mắt tao chứ. Ông bà Hội leo lên chiếc xích lô, người ta kéo hai người đi dần xa. Tiền ngóng qua ngóng lại, thấy cha mẹ chồng đã đi khuất rồi thì bước ra ngoài vẫy tay với một tên người ở: Nè mày đó, có thấy cậu mày ở đâu không? Ờ, dạ thưa mợ, cậu ở phía sau đang tắm cho con gà, con nghe nói cậu chuẩn bị đem đi chơi đó. Rồi mày cầm cái bọc gì đó? Dạ là lúa, cậu biểu con mua lúa tốt nhất cho gà của cậu á. Chợt tiếng của Bình từ ở góc vườn gọi lớn ra: Nè thằng Đất, mày mua lúa cho tao chưa? Mày đứng đó cho mày, lề mề quá đi. Người ở xoay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, điều bộ dội vàng: Dạ thưa mợ con đi, cậu bực lên thì chết con đó. Ai, mày đi đi. Đoạn anh Đất chạy tới nói: Dạ con mua đồ rồi về rồi nè cậu, còn dư mấy thôi khỏi cho mày đó.
Coi coi chuẩn bị kêu tao chiếc xích lô, tao đi với con đại kê này đây. Dạ con cảm ơn cậu, con đi liền. Bình nhìn ngắm con gà mới mua từ tỉnh về hồi tháng trước, vẻ mặt thích thú lắm. Bình cưng gà hơn cưng vợ con, nên con gà dù là giống chọi nhưng nhìn vẫn rất bóng bẩy, oai phong. Tiên vợ của Bình bước tới, đưa tay ra trước mặt nói: "Nè, đưa em ít tiền đi, em với thằng Long về ngoại chơi, mua ít đồ cho ngoại của nó." Ê, vợ với cha con lúc nào mở miệng ra đó thì cũng tiền tiền. Miệng nói nhưng tay vẫn luồn vào bên trong móc trong túi ra, đưa cho vợ một ít. Tiên cầm tiền rồi cũng thở dài mặc kệ, quay đi nhanh không thèm quay đầu. Bình vẫn ngồi đó tiếp tục mê mẩn con gà cho tới lúc xích lô tới nơi. Cậu nhà bế con gà hí hửng lên xe. Cho tới khi gã trở về thì trời cũng đã xế chiều, trên mặt vui như đắc thắng. Nhìn thôi cũng đoán được phần nào hôm nay gã thắng trong trận đá gà với mấy người khác. Giỏi lắm con, không uổng công tao chăm chút cho mày, cứ như vậy mà phát huy à. Một vài người làm trong nhà thấy gã về thì gật đầu thưa: Dạ cậu mới về. Thằng đất đâu, đưa con gà quý của tao cho nó chăm đi, nó mà mất cộng lông nào là mày chết với tao đó. Cái Bình trợn mắt khăm he, phận người làm chỉ dám cúi đầu dạ một cái mà thôi. Gã giao con gà lại cho người làm, đi vào trong phòng, hai vai nâng lên rồi hạ xuống, đầu lắc qua lắc lại cho giãn cơ. Cơn mệt mỏi làm cho gã nhớ tới mấy câu đạo, nghĩ tới gã liền quay ra ngoài. Cái tính ăn dụng của gã ai mà không biết, thậm chí cả vợ của gã, mợ Tiên, quyền lực không kém gì chồng, nhưng cũng không dám tận tay bắt quả tang, chỉ chờ cho tới khi gã chồng ăn dụng xong, mợ Tiên mới kéo gia đình thân thuộc của mình tới đánh cho những cô gái kia một trận bầm dập. Gã Bình cũng thử biết chuyện Tiên đi đánh người khác, nhưng gã cũng mặc kệ. Dù sao với hắn, những người như vậy cũng chỉ để thỏa mãn, ăn bánh xong thì tiền cũng trả thôi. Nhưng không phải ai mợ Tiên cũng dám đánh. Có những cô là đào trong một quán trụ có cả bảo kê, cô có muốn cũng không đụng tới được. Mà nếu có làm lớn chuyện với bên đó thì lại trắc trối với bà hội thì tôi. Với lại từ sau khi sanh con, mợ Tiên không về lại dốc dáng ngày xưa nữa. Son phấn mua trên tỉnh dậy cũng chỉ làm mờ đi những vết nám da trên mặt. Mỗi lần hai vợ chồng gần nhau, Tiên thừa biết chồng không có nhà hứng với mình. Bao nhiêu thứ chịu đựng cô đem cho tên người ở thân cận hưởng trong bí mật. Đúng là cái kiểu ông ăn chả bà ăn nem. Đàn ông có ngoại tình dù có giỏi che đậy tới đâu cũng không giỏi bằng phụ nữ. Đàn ông ngoại tình vì của lạ, đàn bà ngoại tình vì thiếu thốn. Cá Bình đi được nửa đường, trong đầu không ngừng điểm qua mấy gương mặt xinh xắn chỉ kém hắn không tới 10 tuổi. Trong đầu lại chợt in rõ bộ ngực non hồng hào mà vừa mới trông thấy hôm trước. Cả bất giác quay đầu trở về, trong người hắn trạo trực khó tả, cả nước chảy trong miệng cũng chảy ra nhiều hơn. Cả bước nhanh về nhà, vừa vào tới phòng cả mở cái đèn đổ ra bàn lên láng dầu trong bình, miệng nhếch lên một cái cho cất giọng gọi: "Nè con Kiều đâu? Đứa nào vô trong phòng tao làm đổ dầu đi nè. Mày vô đây lau coi." Một thằng người ở chạy vô thưa: "Dạ cậu sai biểu chuyện gì vậy cậu?" Cái Bình nhìn tên Thuận, nhếch mép cười nhẹ rồi trợn mắt: "Tao kêu con Kiều, cậu có kêu mày. Khôn hồn thì biến đi." Tên Thuận nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu rồi rời đi. Gã ta lại gào lên: "Con Kiều đâu? Vô lau dầu đổ nhanh lên." Giọng của gã làm cho dì hai và một số người trong nhà cũng run người. Kiều thì lại càng sợ hơn. Cô cài lại mấy cái nút áo, vừa nhanh vừa run, vẻ mặt lo sợ, cầm cái nồi dẻ bước vô. "Mày làm cái gì nãy giờ vậy? Tao kêu mấy tiếng rồi đó." "Dạ con..." "Con sao?" "Con..." Cả liếc mắt tới cái bàn,
rồi chỉ. Lau bàn đi. Kiều cúi đầu lau bàn. Cá Bình nhanh chóng đóng cửa phòng lại, tiện tay gạt ngang luôn cái chốt cửa. Kiều nghe tiếng chốt cửa vọng vào trong tai, sợ hãi quay lại nhìn. Dạ cậu ơi, con lau xong rồi. Con xin phép ra ngoài lấy thêm ít nước lau cho nó sạch. Kiều cúi đầu, vừa nói vừa đi, nhưng bị gã nắm tay lại, cúi xuống nhìn mặt của Kiều. Gã cất tiếng. Lau bàn xong rồi thì bây giờ lau người cho cậu đi. Kiều lắc đầu li lịa, gã giật cái nụi dẻ trên tay cô rồi ném xuống đất. Bữa nay không có ai cứu được em đâu. Ngoan ngoãn thì anh còn nhẹ, còn nương. Còn nếu mà la lên đó thì cũng không có ai tin em đâu. Đơn giản là anh có tiền, quan anh còn mua được, tìm nghĩ ai cứu em chứ. Cậu ơi, cậu tha cho con lại cậu. Mợ biết thì giết. Kiều vừa nói, hai hàng nước mắt sớm tuôn ra, chân quỳ xuống van xin gã ta. Nhưng gã lại ngồi xuống, đặt ngón trỏ của mình lên môi Kiều ngăn lại. Gã lắc đầu. Anh mà cấm thì tụi người làm kia của gan trời cũng không có dám bếp xếp đâu. Thuận ý anh không để cho em thiệt thòi đâu. Vừa mới dứt câu, gã ghim chặt môi gã vào môi của Kiều. Cô mở to mắt vì cái hôn bất thình lình, và cũng là nụ hôn đầu đời của cô. Cô càng cựa quậy, gã càng cắn sâu. Kiều chỉ thốt lên được những tiếng thét không trọn. Tất cả đã bị kìm nén lại ở trong cổ họng. Gã từ từ mân xuống cổ, rồi từng cúc áo bị bung ra. Kiều nghĩ tới khoảnh khắc xấu nhất diễn ra mà rơi nước mắt. Những người bên ngoài tuy không vào trong chứng kiến, nhưng cũng biết được chuyện gì đang diễn ra. Ai nấy cũng đều xót thương cho Kiều, nhưng phận làm tôi tớ đâu có dám đứng lên mà nói. Thằng Đất vốn là một người thân cận với gã Bình, thấy cảnh này sợ họ bàn tán. Nó nói: Thôi, chúng ta cứ coi như chưa biết chuyện gì, kẻo lỡ miệng hại thân đó. Mọi người nghĩ cũng phải, ai cũng thương cho Kiều, mà tại thân phận thấp hèn cho nên thôi, ai quay về việc đó. Gã Bình cởi xong chiếc áo cánh, trong đầu nghĩ đến lúc gặp lại bộ ngực non. Gã lại nhìn xuống, ngước lên hỏi Kiều: Cái gì? Mày mặc tới hai cái áo nhỏ vậy sao? Sợ tao hả? Kiều nghẹn họng, nấc lên một tiếng, rồi hai hàng nước mắt lại tuôn ra. Trong giây phút đó, gã đột nhiên thấy tội nghiệp Kiều, thủ thỉ nói: Đêm nay là của anh, sau này cũng là của anh. Em đề phòng anh như vậy làm cái gì? Nhưng mà anh thích như vậy. Những người khác toàn chủ động phục vụ anh thôi à. Bình lấy đi cái ngàn vàng của Kiều. Xong chuyện, gã là người sướng như được lên mây. Còn Kiều thì lại đau đớn mệt nhoài, không còn sức chống cự. Gã thấy thương cô, để cho cô nằm đó ngủ. Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt của cậu Bình đang nhìn mình. Gã thủ thỉ: Em bại trên giường của anh vậy rồi thì đem đi giặt đi. Chuyện người làm đừng lo, anh không để cho tụi nó hé răng ra đâu. Gã cúi xuống hôn lên tóc của Kiều một cái, cho nhẹ giọng nói: Em rất là tuyệt đó. Kiều nhanh chóng mặc lại đồ, cuốn những thứ trên giường đem đi giặt. Lúc bước ra bên ngoài, những người khác nhìn cô bằng đôi mắt đầy sự thông cảm. Nè, con có sao không? Bà dì phụ con giặt nha. Dạ thôi, con tự giặt được. Bà dì nấu cơm giùm con. Bà dì nói nè, cái chuyện đêm qua đó, con đừng có nghĩ nhiều, cũng đừng có nhắc với ai nghe chưa. Dạ, con biết rồi. Nhìn tâm trạng của Kiều cũng không có gì đáng lo, nên bà dì cũng an tâm phần nào. Nhưng Kiều chỉ giữ được nước mắt của mình một lúc. Đoạn ra xong ngồi giặt đồ, bao nhiêu nỗi niềm của cô òa lên khóc như một đứa trẻ.
khóc bù cho đêm qua không được khóc. Khóc vì cuộc đời của cô coi như chấm dứt từ đêm qua rồi. Khóc vì lần đầu tiên của mình lại trao cho một người như vậy. Sáng đó, Mợ Tiên dắt con trở về. Người trong nhà nhìn thấy thì liền cúi đầu thưa. Trọng, đứa con của mợ, mẹ nheo nói: "Con muốn ngủ thêm chút nữa." "À, rồi rồi, đi vô phòng cha ngủ nghe con." Tiên đưa Trọng vào trong phòng ngủ. Tên Thuận tìm tới Tiên, hai người đứng một góc nói chuyện với nhau. Đất vừa lúc đó cũng vô tình nhìn thấy được. Chẳng biết hai người họ nói cái gì, nhưng hắn nhìn thấy gương mặt của mợ đỏ lên như gất, con mắt trợn to long lên sòng sọc, giận dữ vô cùng. Tên Đất biết có chuyện không hay, liền chạy đi tìm cậu Bình. Mới sáng mà gã ta đã rời khỏi nhà đi đâu mất rồi. Ở trong nhà, Mợ Tiên đi cùng với một số người. Nhìn thấy Kiều đang giặt đồ, mợ chỉ thẳng vào cô mà quát lên: "Lôi nó lên trên nhà cho tao." Kiều giật mình nhìn lên: "Mợ, mợ ơi mợ, con trăm ngàn dạng lại mợ, mợ tha cho con." Thấy mấy người làm còn chần chừ, Mợ Tiên quát lớn hơn: "Tụi bay đứng đó làm cái gì? Không mau lôi nó lên nhà cho tao." Một ít người tiến tới lôi Kiều lên trên nhà. Một ít người vì thương cô mà hết lời van xin. Trong sân nhà ông Hội bỗng trở nên xôn xao. Tiếng van xin, tiếng khóc thảm xen kẽ lẫn nhau mà thấy xót lòng. Đoạn Tinh Đất tìm được cậu Bình ở trong sòng bài. Nó nói: "Cậu ơi, có chuyện lớn cho cậu." Các Bình nhìn gương mặt của tên hầu thân cận, bỏ ngay bài xuống đi ra. "Sao, có chuyện gì?" Thằng Thuận á, hình như nó mét mỡ chuyện đêm qua rồi." "Mẹ nó, cái thằng chó này." Trời cả quay nhìn vào bên trong nói to: "Nè, tôi có chuyện đi về trước. Tiền ở trên bàn đó, anh em chia nhau đi, coi như tôi thua." Cả Bình cùng với tên Đất đi nhanh về nhà. Còn chưa vào tới nơi thì đã nghe thấy tiếng quát của Mợ Tiên: "Đồ cái thứ dơ bẩn trẻ mạt, đồ thứ giật chồng. Bữa nay mà tao không đánh chết mày đó thì tao không phải là mợ của cái nhà này. Giật chồng tao hả?" Từng câu chửi ngắt quãng, từng tiếng giật chồng từ miệng của Mợ Tiên thốt ra, là từng tiếng trôi vụt vào da thịt của Kiều. Cô bị bắt quỳ ở giữa sân cho mợ đánh. Người làm trong nhà nhiều người xả cái tôi, quỳ xuống xin mợ tha cho Kiều, nhưng mợ nào nghe thấu. Đến khi tên Bình bước vào trong thì đập vào mắt của gã là tấm thân nhỏ bé của Kiều đang ăn trận trôi không ngớt, áo bị trôi quất mà rách ra, cả thân thể lấm tấm, chỗ bị bầm đỏ trướng máu. Gã Bình tiến tới chụp lấy cái trôi ném ra, rồi gã quát lên: "Nè, cô làm cái trò vậy?" "Anh còn hỏi tôi sao? Anh với nó làm cái gì với nhau mà còn hỏi tôi?" Gã nhìn theo hướng tay mà Tiên chỉ, thấy Kiều bị đánh tới mức mặt mày tối lại, chỉ biết quỳ mà không còn khóc được nữa. Cô sắp gục ngã tới nơi rồi. "Nó là người ở trong nhà này, chưa được phép của cha má, cô không có quyền đánh nó." Nghe chồng bên Kiều, Mợ Tiên càng điên tiết nhặt cây trôi lên, vụt thật mạnh vào Kiều tiếp tục. Từng hồi thịt giật lên, rồi từng hồi người chứng kiến mà thấy đớn đau. "Đó là người ăn kẻ ở trong nhà này, tôi không dạy được nó hay sao?" Nhưng lạ thay, cả Bình lại bình tĩnh tới một cách bất thường. "Dì Hai." Dì Hai ngồi đó liền dạ lên một tiếng. Gã cười khẩy nói: "Pha cho tôi một ấm trà nóng, để tôi ngồi xem vợ tôi xử lý con ở đó như thế nào." Cả đám người ở trùng mình, sao số của Kiều lại thảm như vậy? Chẳng ai lo nghĩ cho cảm nhận của cô nữa rồi. Dì Hai vẫn cố tình nán lại, run run hỏi: "Dạ cậu biểu." "Đi pha cho tôi một ấm trà nóng, nhất định phải thật nóng, để tôi nhâm nhi xem vợ tôi xử con này thỏa đáng tới mức nào đây. Nhanh lên." Dì Hai bị câu nói mà giật mình, vừa bước đi vừa lắc đầu xót xa cho Kiều: "Tôi tiêu rồi, thật tội nghiệp con nhỏ mà." Phía sau lưng của bà là tiếng quất trôi xé gió.
Bà không dám quay đầu lại nhìn, vì chỉ nghe thấy tiếng đó một phần cũng biết nó đau đớn tới mức nào. Bà quay đi, pha trà xong thì lại đem lên. Bình cầm tách trà, mở nắp trà khẽ nhìn, thấy trà còn nghi ngút khói. Gã cất giọng: "Thằng Thuận, lấy ghế cho tao ngồi coi." Thuận đi vào trong nhà, khiêng cái ghế ra đặt xuống. Cái ghế vừa đặt chưa tròn một giây thì gã Bình cầm ly trà bằng sành giọng ngay lên trên đầu của tên Thuận: "Mẹ mày, tao kêu lấy cái ghế mà cũng để tao đứng lâu sao?" Tách trà bằng sành bị lực đập mạnh làm cho bể nát ra. Đầu của tên Thuận tuôn ra máu tươi. Thêm sức nóng của nước làm cho mặt hắn đỏ lên như phỏng tới nơi rồi. Tên Thuận trong lòng nổi giận bừng bừng, nhưng không dám ngước đầu lên một cái. Tay hắn nắm chặt lại. Bận Tiên thấy Thuận bị chồng vô cớ cho ăn tách trà nóng thì mở to mắt, bất ngờ xen lẫn chút phẫn nộ: "Nè, anh làm cái gì vậy?" Cá Bình tiến lại gần vợ, trợn mắt lên, nghiến răng ken két mà nói: "Nó là thằng ở trong nhà này. Tao là cậu hai của nhà này, không có quyền dạy dỗ nó hay sao?" Tiên bị ánh mắt của gã Bình làm cho sợ hãi, gương mặt đang đùng đùng giận dữ muốn đánh chết Kiều, nhưng nay lại nhanh chóng tái đi. Môi có mấp máy trùng trùng nhưng không thốt ra được lời nào. Cô buông cây roi xuống, xoay qua đám người làm nói: "Đánh bao nhiêu đó đủ rồi, nhốt nó vào trong nhà củi, không cho nó ăn cơm bữa nay." Bình quát lớn lên sau câu nói của Tiên: "Tao là cậu của nhà này, ông bà không có ở đây thì lệnh tao là nhất. Đem con Kiều vô trong phòng của nó sức thuốc đi. Bao giờ hết đau thì ra làm công chuyện nhà. Đứa nào dám qua mặt tao lén lút làm cái trò gì, tao cắt lưỡi móc mắt hết. Thằng Bình này dám nói dám làm đó." Tiên tức như muốn trào máu hồng ra, nhưng vẫn cố kìm lại, xem như chưa nghe gì mà bước đi. Kiều được chị hai dìu vào trong phòng. Bình liếc nhìn tên Thuận một cái, nhếch mép cười rồi bước đi. Người ở trong nhà đâu phải ít, tự dưng cả làm như vậy là vì có lý do. Mà hơn ai hết, Tiên cũng đoán được phần nào hành động của Bình chính là dằn mặt cô. Bình đi ra giường, nhìn thấy tên đất thì liền gọi lại: "Nè, mày cầm tiền đi mua thuốc giảm đau giảm sưng cho tao đi." Cái vừa nói vừa đưa cho tên hầu cận một số tiền kha khá. Tên đất nhìn cậu cho hỏi: "Cậu mua cho con Kiều hả cậu?" "Từ lúc nào mày nhiều chuyện như vậy chứ? Tao kêu mua thì đi mua đi." "Dạ, mà lỡ mợ hỏi á thì con trả lời sao?" "Thì mày cứ nói là đi mua đồ cho tao. Có tao rồi, nó dám làm cái gì mày chứ? Tao còn ở với nó là vì thằng Trọng thôi." "Dạ, giờ con đi sớm về sớm." Đất chạy đi. Cá Bình cả ngày không đánh bài mà chỉ chăm chăm nhìn vào con gà, ruộng vườn giấy nợ một mình cha của gã quán xuyến. Gã đã hơn 30, nào bận tâm tới chuyện kiếm tiền bao giờ. Đến chiều đất mới về tới nơi, tay cầm một thang thuốc. "Dạ cậu, thuốc nè cậu. Thầy Lan nói sắc uống lúc còn ấm, nhưng mà thầy nói thuốc này đắng lắm á." "Có đắng cũng phải uống." Cá Bình giật lấy thang thuốc từ tay của đất, đi vào trong phòng lục lọi trong ngăn kéo tủ, lấy ra một cái hộp gỗ, rồi lấy trong đó ra một cái hộp nhỏ hơn. Sau đó đi qua phòng của Kiều. Nhìn cô bị đánh đến bầm hết cả lưng, gà cũng thấy đau một phần. Gà tiến tới ngồi cạnh Kiều. Cô cảm giác có người đi vào phòng thì liền nhướng đôi mắt mệt mỏi yếu nhừ ra nhìn. Thấy Bình, cô giật mình, vô tình làm cho vết thương đau thêm. Trên gương mặt mệt mỏi nhăn nhó thêm vì cơn đau. "Em chịu khó nằm dậy ít bữa đi, khi nào hết đau rồi thì nằm bình thường lại. Công việc trong nhà anh biểu đứa khác làm. Anh có dặn dì hai nấu thuốc cho em rồi đó, ráng mà uống cho mau khỏe. Cái hũ này là thuốc trị sẹo, ít bữa vết thương khô lại thì bôi lên, một thời gian là hết thôi." Kiều nhắm đôi mắt lại,
không muốn trả lời cậu Bình, nhưng cô bé cảm nhận được rằng cậu đang thực sự quan tâm tới mình. Phải mất một tuần sau, vết thương của Kiều mới có chút khô lại. Bầm thì vẫn còn, nhưng bây giờ có thể trở mình trong lúc ngủ rồi. Hôm đó cậu Bình tới thăm Kiều, đem cho cô một thang thuốc. Cậu nói: "Em nói gì hai cứ sắc nấu đi, bao giờ hết thuốc thì báo anh." Chợt cả ta thấy cái hũ trị sẹo đặt ở trên tủ, gã hỏi: "À, lương em bữa nay sao rồi?" "Dạ, con khỏe hơn rồi cậu." "Còn cái gì chứ?" Cả đi ra ngoài khóa cửa, cho lại quay vào trong. "Dạch áo lên anh coi." "Cậu ơi, cậu đừng có tới đây nữa. Mợ mà biết lần nữa chắc con không còn mạng quá cậu à." "Anh thách cái con đàn bà đó đụng vào người thuộc về anh đó. Một là tự dạch, hai là anh cởi." Kiều ngồi im không động đậy. Gã thở mạnh rồi kéo mảnh áo sau lưng của cô lên. Hằn lên trên tấm lưng nhỏ là những cái dọc bầm đen bầm tím chồng chéo lên nhau. Cái nhìn lưng của Kiều, nhăn mặt một cái rồi chộp lấy hũ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên lưng cho cô. "Anh chưa có bao giờ bôi thuốc cho ai đâu đó." Kiều đang tuổi mới lớn, lại đụng chạm da thịt như vậy, dù muốn dù không cũng vô tình tạo cho cô một cảm giác kích thích đến kỳ lạ. Một tay vén áo, một tay thoa thuốc cho Kiều, cô chỉ im lặng không nói gì. Cá lại chợt nổi máu dê lên, đưa cái tay không có thuốc đụng chạm vô những chỗ khác. Kiều đưa tay cản lại, nhưng đã muộn mất rồi. Đôi mắt cô nhanh chóng ứ đọng nước rồi rơi xuống. "Đừng mà cậu." "Anh lỡ thương em rồi." Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cá Bình bỏ cái tay ra khỏi người của Kiều, mỉm cười nhẹ rồi bước ra. Là dì Hai mang cơm tới cho cô. "À, chị nhớ sắc thuốc cho con nhỏ uống nha, tôi đi trước ạ." "Dạ cậu." Cá Bình quay trở về phòng, nằm phịch xuống giường, gã nghĩ miên man. Cá từng ngủ với rất nhiều cô gái, họ làm gã rất thỏa mãn. Nhưng mà gã chỉ quan tâm mỗi mình Kiều thôi, vì gã thích cái mùi của cô mất rồi. Từng ngày cứ trôi qua, ở nhà không có ông bà Hội, Tiên phải chịu nhịn nhục một thời gian dài. Hôm đó cả Bình lại ôm con Đại Kê đi đá. Tiên ở nhà tranh thủ phút quyền lực, lên ngồi ít ỏi mà tìm tới Kiều. Sau khi tát cho cô một vài cái thật đau, Tiên nắm đầu Kiều giật lên. "Mày nghĩ thằng Bình một lòng một dạ thương cái đứa người ở hôi hám như mày sao? Đừng có mà tưởng. Bên ngoài kia còn cả tá con đạo tướng tá đẹp hơn mày nhiều. Mày cũng chỉ là món đồ chơi của nó thôi. Con Tiên này đã là mợ của nhà này thì mãi mãi á là mợ của cái nhà này." Hành hung xong, Tiên nhếch mép cười rồi bước ra ngoài, để lại bên trong là một thân xác nằm ở dưới nền, tóc bết trố lại với nhau. Đến khi cả Bình quay về hay chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. "Mẹ nó, cái thằng Bình này ghét nhất là ăn hàng bầm dập. Là con Tiên làm sao?" Dì Hai trung trung chỉ dám cúi đầu kẻ xác nhận. Gã lao ra, tiến thẳng vào trong phòng thì thấy Tiên đang thoa thoa cái gì đó. Gã đưa tay lên nắm tóc Tiên giật ngược lại, mắt cả trợn to, nghiến răng lên ken két. "Tao để cho thằng Thuận sống thì mày cũng nên biết điều một chút đi." Tiên chợt nuốt nước bọt, trả lời một cách lấp liếm. "Thuận cái gì? Anh bị điên hả?" "Mày
Mày nghĩ mày với nó ăn nằm với nhau tao không biết hay sao? Khôn hồn thì để yên cho con Kiệu. Nếu không tao sai người thiến thằng Thuận để tao coi mày còn đưa đẩy được hay không. Thằng khốn, chứ gì một con ở chơi qua đêm mà mày hăm he tao hết lần này tới lần khác vậy sao? Đúng, con Kiều chỉ là đồ chơi qua đêm của tao. Nhưng mà từ nhỏ tao đã cực kỳ ghét đứa nào dám làm trầy xước đồ chơi của mình. Thằng Thuận nó còn hay mất là do cái biết điều của mày đó. Biết chưa còn đỉ. Tao là vợ mày, có trầu cao cưới hỏi đàng hoàng, chứ không phải là đỉ nghe chưa? Phải, mày là mợ cả của cái nhà này. Nhưng mà mày sống có khác gì cái loại bán qua trong quán của bà Đào đâu. Nói đúng quá thì sững cộ lên hả? Mày có cần tao hỏi thăm sức khỏe của thằng Thuận hay không? Được, từ nay tao không đụng tới nó. Mày không được đụng tới anh Thuận. Anh, mày gọi chồng mày là mày tao, mày gọi cái thằng người ở bằng anh sao? Cá Bình cười khẩy rồi bỏ đi. Từ hôm đó, hai người như ngầm xác nhận mối giao kèo. Chuyện ai người đó làm, không ai xen vô ai, cho đến khi ông bà Hội trở về. Đoạn thấy bà Hội ngồi một mình uống trà, còn ông Hội ra xem ruộng lúa, Tiên mới lại gần giả bộ đấm vai cho mẹ chồng, rồi nói: Má, má nói đi công việc nửa tháng, sao gần 20 bữa má mới về chứ? Má đi công chuyện. Bày nhớ má tới mức đếm ngày hay sao? Dạ, nhớ thì con nhớ má. Mà má biết không, anh Bình ở nhà đi chơi gái không có đã, còn về nhà tồn thêm với con Kiều nhà này nữa đó má. Cái gì? Con nói rồi đó, con không nói lại đâu. Anh Bình nghe anh Bình đánh con chết đó. Má không tin thì má kêu thằng Thuận với người ăn kia ở trong nhà này má hỏi thử coi. Mà bay đi đâu bà để ra cái nông nỗi này? Con đi về bên ngoại con hôm mà sáng về thì vậy đó má. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này, tụi bay đâu ra đây bà biểu coi. Người ăn kẻ ở trong nhà vội vàng chạy lên hết. Bà Hội nhìn lướt qua một vòng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào Kiều. Bà thở hắt ra rồi hỏi: Cho bà hỏi coi, bà nghe nói con Kiều qua lại với cậu nhà này, có phải không? Người của Kiều trung lên bần bật sau câu hỏi của bà. Tiên được thế cười nhếch mép một cái. Tất cả đang lặng im thì bà Hội quát lên: Nói! Lúc bấy giờ tên Thuận bước lên xác nhận: Dạ thưa bà, đúng là có chuyện đó đó. Kiều co rúm người lại, quỳ mọp xuống dập đầu van xin như bữa củi: Con lại bà, trăm ngàn lại bà, bà từ bi tha cho con chứ, con không cãi cậu được bà. Cái gì? Ý mày nói á, con trai tao thèm cát một đứa người ở trẻ trách như mày hả? Cho bà ta đập bàn một cái. Nó dốc không biết chừa miệng. Bày đầu, lôi con Kiều ra tát nó, cho nó chừa cái tật ăn nói linh tinh đi. Người làm trong nhà có chút lưỡng lự, nhưng không ai dám cãi lệnh của bà Hội cả. Hai kẻ tiến tới giữ lấy tay Kiều. Gã Thuận không chút xót thương tát bùm bớp vào gương mặt nhỏ bé của cô. Kiều bị đánh tới chảy máu trăng. Bình mới hùng hổ lao vào, tay cầm sẵn một cục gạch ốp tường nhặt ở chỗ nào đó, lại một lần nữa giọng trên đầu của gã Thuận xuống. Viên gạch dở đôi ra, trên đầu gã một lần nữa tuôn máu, nhưng lần này dữ dội hơn, chảy ướt đỏ cả gương mặt. Gã bất ngờ bị cho ăn gạch, không phản ứng, như một người bị hồn vía thất lạc đi. Tiên trố mắt sợ hãi, nhưng nhìn thấy bà Hội còn đang ngồi đó, cô không dám lên tiếng. Mặt bà Hội cũng biến sắc lên: Nè, đưa thằng Thuận đi băng bó vết thương đi. Rồi bà quay qua Bình: Nè, mày làm cái gì vậy con? Mẹ đâu có lạ gì cái chuyện này, mà mẹ làm lớn ra làm cái gì vậy? Cái đứa này nó là người ăn kẻ ở trong nhà, chỉ đáng hầu hạ cho mình thôi. Nè, nói mẹ nghe, nó quyến rũ mày phải không? Không, là tôi ép nó.
mẹ cưới nó cho tôi đi. Không đợi nào, vợ mày còn đứng ở đây, tao còn ngồi đây chưa có chết. Mày có lú lẫn thì cũng vừa vừa thôi. Nó chỉ là con ở đốn rẻ mạt, có nằm mơ cũng không có được vô nhà này đâu. Tôi mệt mẹ quá, chuyện của tôi mẹ đừng có xen vô. Không cưới thì thôi, nhưng mà tôi cấm ai đụng vô nó đó. Trời ơi, loạn rồi, loạn hết rồi. Mày thân là cậu hai của cái nhà này mà mày ăn ở với người hầu không biết nhục sao? Vậy tôi nói mẹ cưới nó cho tôi, cho ngang bằng phải với, sao mày không chịu? Mày ăn bùa mê thuốc lú gì của nó vậy con? Danh tiếng của gia đình này á, không phải là để bay muốn phá thì phá nghe chưa? Mệt quá, tôi đi chơi. Mẹ muốn làm cái gì thì làm đi. Cá Bình bực dọc bỏ ra ngoài, chỉ còn Kiều bị quỳ ở đó thôi. Tát nó cho tao. Bà Hội thấy Kiều chướng mắt thì nói thêm, lôi nó ra ngoài mà tát cho quất mắt tao đi. Thế là Kiều bị lôi ra bên ngoài. Ở trong này, Tiên lấy cái quạt giấy đứng kế bên rồi nói, má, hay là mình giết nó đi, trừ hậu quả sau này, chứ để cái con ở làm bẩn cái nhà này đó. Ôi, giết nó thì lại rắc rối với quan huyện, tiền đút lót cho mấy ổng á bằng tiền thuê tụi người ở làm 20 sào cả năm chứ ít ỏi gì. Chưa tính cái tiền bịt miệng im lặng về sau nữa kìa. À, con có cách giết nó mà không liên lụy tới nhà mình á. Ờ, cách gì? Bày nói coi. Mợ Tiên nói nhỏ vào tai bà Hội, cho ánh mắt của bà ta chợt hiện lên một tia thâm ác. Được đó. Tiên như được toàn quyền quyết định, bước ra bên ngoài, tiếng tay vả vào thịt còn vang lên bơm bớp. Nè, tụi bay đem hết đồ dơ trong nhà cho con Kiều giặt đi, cho chừa cái thối nó năng linh tinh. Thế là tiếng giả ngừng ngay sau đó. Kiều ngậm đắng nuốt cay mà chịu phạt. Lúc giặt xong đống đồ thì trời cũng đã xuống núi từ lâu. Cả Bệnh đi từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy dậy. Mở Tiên cầm trên tay một túi tiền, lén lút tìm tới trên đất. Nè, lại đây tao biểu khai. Ừ, dạ, mở kêu con. Mở cho mày cái này, mày đợi trời tối tối hơn một chút á, đi nói với con Kiều là cậu kêu nó đem đồ cho cậu thay ở cái quán nhậu Bà Đạo. Số tiền này là của mày, và bắt buộc phải nói cho nó đi được, biết chưa? Tên đất mở túi tiền ra nhìn, thấy bên trong là tiền thật, nó cười đáp, vậy mở yên tâm, cứ giao cho con đi. Trời tối, mọi thứ đã đâu vào đấy. Mợ Tiên đem túi đồ giả gói cẩn thận đưa cho tên đất. Nè, làm ăn cho cẩn thận nghe chưa, mọi chuyện trót lọt á thì tao thưởng thêm tiền. Ê, dạ dạ. Đất đi ra phía sau, Kiều ngồi ở đó đấm đấm lại hai cánh tay, thì hắn tiến lại gần nói, Kiều à, cậu Bình kêu tao á, kêu mày đưa đồ cho cậu ở quán nhậu phía trên kia đó. Ủa, sao anh không đi? Em đi gặp cậu lỡ bà biết được lại đánh em nữa. Ê, mày mà không đi á thì tao bị quánh, mà mày cũng không có yên thân đâu, mày đi đi. Ờ, mà trong này là gì vậy anh? Đồ cậu dặn, đừng có tò mò mà mình mở ra lung tung nghe chưa. Đi sớm về sớm đi. Dạ. Thế là Kiều một thân một mình đi lên quán nhậu. Đi hơn được nửa đường thì có một bàn tay thò ra bịt miệng cô bé lôi vào bên trong. Kiều chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã bị ngã giật xuống đất. À, mấy anh là ai? Tha cho tôi đi mà. Nghe gì không? Nó xin tha kìa. Ê, sao mà tha được em? Trông em ngon lành như vậy mà. Rồi từng tiếng giải bị xé ra cũng là từng tiếng Kiều kêu thét lên trong cơn vô vọng. Chúng bịt miệng cô chặt quá, khống chế cô hoàn toàn, sức của Kiều không đủ để cưỡng lại được. Từng cái lưỡi nhơ nhớp, từng bàn tay bẩn thỉu đặt lên khắp người của cô. Chúng thay phiên nhau thúc từng cơn thật mạnh, khiến cho cô đau điếng khắp người. Một lần, hai lần, rồi thứ ba, mãi mà chẳng thấy ai đi ngang qua đây để giúp cô cả. Kiều đau tới mức buông thả, không còn cảm giác,
Trên gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi kia là một ánh mắt uất hận, hằn lên những sọc đỏ trong con ngươi. Sau những phút hả hê, chúng bóp cổ Kiều cho tới lúc cô giật lên liên tiếp mấy cái, tay chân xuôi hẳn đi rồi mới dừng lại. Bọn ác nhân đem thả xác của Kiều xuống sông rồi hào hứng quay trở về. Đến tận trưa ngày hôm sau, người ta mới thấy xác của Kiều trôi nổi lềnh bềnh theo sóng nước mà trôi nhẹ trên sông. Hôm đó có người từ ruộng trở về nghỉ ăn trưa thì thấy xác của cô gái nhỏ. Trời ơi, bà con ơi, xác ai đang trôi sông kia kìa. Tiếng của người phụ nữ hô hoán thì một lúc sau cũng có vài người kéo tới xem. Ê, trời ơi, có chuyện gì vậy cả? Để coi coi ai dứt nó lên coi. Hình như là con Kiều á, của nhà ông bà Hội đi mà. Mọi người kéo tới càng lúc càng đông, nhưng không ai đủ can đảm dớt xác cô bé lên. Đến đoạn chú Tư cả đời sống ở dưới ghe, gắn liền với sông nước, thấy người chết đuối thì thương quá, ông mới dớt xác Kiều lên. Mọi người đưa xác cô về nhà ông bà Hội. Do Kiều chỉ là phận người ăn ở, đám tang của cô được làm một cách qua loa cho có, rồi xác được chôn cùng với mộ của mẹ nuôi cô. Khi mọi chuyện dần ổn định hơn, Mợ Tiên mới tìm tới một trong ba kẻ hôm trước hãm hại Kiều. Tiền thưởng thêm đây, chia ra đi. Nhớ cẩn thận cái miệng của tụi bay đó nghe chưa, dám hó hé là tao cắt lưỡi đó. Mợ chỉ hâm he được bọn người ở trong nhà của mợ thôi, còn anh em tụi tôi không có sợ mợ đâu. Mợ đừng có ăn nói kiểu đó. Nhưng mà anh em chúng tôi không phải là người không biết điều, sau này không ai nợ ai nữa. Các cầm tiền trở hí hửng đi về, trong đầu định bụng chia theo 3-3-4, phần của hắn là 4, hai tên còn lại nhận 3. Đoạn hắn về tới nhà, mong ngồi xuống còn chưa nóng thì một tên khác hớt hải chạy vô. Ê tụi mày, có chuyện rồi. Chuyện gì? Sao mặt mày bí xị vậy Hưng? Thằng Tèo nó. Cả Hưng vừa nói vừa thở lên hồng hộc. Tùng lo lắng. Thằng Tèo làm sao? Nó chết rồi. Cái gì? Cá Tùng trợn to mắt, đứng lên mà hỏi lại. Nè, mày có biết mày vừa nói cái gì hay không? Trời ơi, cha mẹ nó đang khóc sướt mướt ở nhà kìa. Nghe đâu nó bị chết đuối đó. Cái gì vậy? Là do chết đuối hay sao? Là ngẫu nhiên hay là... Thôi, qua nhà nó trước đi đã. Hai gã qua nhà của tên Tèo, đưa tiền công của Mợ Tiên trả chia đúng phần cho cha mẹ nó để mà lo hậu sự. Lời nói dối là tiền lúc trước gã cho mượn, bây giờ chết rồi thì mang đem trả. Hai gã đốt cho hắn một nén nhang. Trong lúc đó thì gã Hưng thoáng nghe được một giọng nói lạnh lẽo, yếu ớt của gã Tèo. Chạy đi. Hưng quay qua nhìn Tùng. Mày vừa nói cái gì? Tao chút nó ra đi thanh thản thôi mà. Đâu phải. Rõ ràng lúc nãy đâu phải là câu nói đó. Hai người cùng nhau ra ngoài bàn ngồi. Hỏi chuyện thì mới biết gã Tèo chết từ đêm hôm qua, sáng nay mới dớt xác đem chôn, chết sau con Kiều 2 ngày đêm. Hai thằng ở lại quá chén tới tận tối. Trong con mắt lờ mờ của kẻ say, cá Tùng nhìn lên bản cáo phó nhỏ dán ở trước cửa. Cá Tèo chết khi mới hơn 30. Hai gã sát nhân dịu nhau dậy, lượn qua lượn lại thì cuối cùng gã Hưng cũng về tới nhà. Thôi tao vô trước nha, mày về đi. Vô ngủ đi. Từ ngày Kiều mất đi, cậu Bình thấy thiếu thốn chật vật lắm. Trong đầu suốt ngày cứ nghĩ tới những hình ảnh mang cho hắn cảm hứng. Cả nhớ cả mùi vị của con gái mới lớn, nhớ bộ ngực của Kiều. Nhưng chỉ còn nước đi ra quán nhậu, tìm cô đào khác mà giải khuây. Đêm nay là đêm gã qua đêm với mấy cô đào. Mặc dù đã dặn má mị cho một người mới, nhưng cũng chẳng làm cho hắn thú vị được. Lại nói về gã Tùng, sau khi Hưng vào trong nhà,
chỉ còn một mình gã men theo con đường ruộng đi về. Chỉ còn không tới 10 sào ruộng nữa sẽ tới nhà của hắn. Ánh sáng vàng giọt trội xuống mặt đất. Hắn đi loạn choạng, cho nên cái bóng ở dưới cũng loạn choạng theo. Ở dưới sông, chợt có tiếng bị bỡm phát ra làm cho gã chú ý. Loáng thoáng sau hàng dừa nước, có một người đang phơi lưng trần, lấy nước dưới sông tát lên người. Càng nhìn lâu, các càng nhận ra đó là một cô con gái đang ngâm mình dưới nước. À, đi tắm gì mà tối vậy em gái? Cá Tùng hỏi bằng cái giọng lè nhè, cặp mắt lờ đờ vì say. Gặp gái một cái thì phút chốc mắt sáng lên. Cô gái ở phía dưới nấc lên một tiếng. À, em cô đơn quá. Vậy để anh xuống với em nghe. Thế là gã dạch hàng giữa nước ra hai bên, bước xuống sình non, lội ra về phía cô gái. Cô ấy không hề quay lại. Anh tới rồi đây. Anh tới nhanh vậy sao? Ừ, làm sao mà không nhanh được chứ. Vừa nói, cả vừa luồn hai tay ra phía trước, nhắm tới phần ngực mà chạm vô. Cô gái chợt cười lên khúc khích. Không những chân anh nhanh mà tay anh cũng nhanh nữa. Cảm nhận được bộ ngực của cô gái, gã trạo trực khắp người, cắn nhẹ vào sau cổ người con gái một cái. Cô ta cũng nhanh chóng quay lại, bất thình lình nở nụ cười với gã ta. Nhớ tao không? Đập vào con mắt của gã là một gương mặt xanh trần, đôi mắt trắng giả, trong trăng còn bò lúc nhúc mấy con dồi đang ngoe ngoẩy. Kinh hãi tột độ, gã buông cô gái ra, nhưng chân thì không chạy đi được. Đôi chân của gã bây giờ bị ghim chặt xuống sình, không nhấc lên được. Đừng, đừng, tha cho tao đi mà, tao lại mày. Trong không trung, tiếng cười của Kiều vang vọng khắp tứ phía. Hôm qua thằng kia cũng nói với tao câu này. Nhưng cái lúc tao xin tụi bay, tụi bay đâu có tha. Đi chết đi. Kiều nhấn đầu gã ta xuống nước. Gã cố sức vùng vẫy, tiếng nước đập lên dữ dội nhưng chẳng có ai nghe thấy. Lúc này gã mới hiểu được một phần cảm giác của Kiều khi ngày hôm đó cô có hét có vùng vẫy cũng chẳng ai cứu giúp. Sáng hôm sau, gã Hưng lại nhận được tin gã Tùng vừa mới bị chết đuối, xác cũng vừa mới được vớt lên. Bây giờ thì gã ta không tin đây là chuyện trùng hợp nữa, mà là chuyện hồn ma của Kiều về trả thù. Cả ngày hôm đó gã trốn biệt trong nhà, không ra cơm nước. Chỉ không tới một tuần mà trong xóm nhỏ vong đi ba mạng người rồi. Người dân nơi này sống trong hoang mang sợ hãi. Còn mợ tiên khi hay tin ba cái tên mình thuê giết con Kiều nay đã chết đi hai thằng, thì đến cả cầm đôi đũa trung đến nỗi cũng không gấp được cơm. Trong căn nhà sập xệ, tiếng ho dài không hồi kết của một bà cụ đến xót ruột. Ủa, bữa nay không đi làm sao con? Hỏi xong, bà lại ho. Tiếng của cả Hưng trả lời. Dạ, bữa nay người ta không có mướn dắt lúa nên con không có đi làm. Ngoại ráng uống thuốc cho mau khỏe lại nghe ngoại. Con thương ngoại nhiều lắm. Thằng chó con, sao bữa nay mày nói làm ngoại có cảm giác mày sắp bỏ ngoại đi vậy con? Dạ không có đâu, con không có bỏ ngoại lại mình đâu. Trời hè vào đêm không mấy dễ chịu một chút nào. Cả Hưng ngồi bên giường của bà ngoại, cầm cái quạt giấy quạt một cách nhẹ nhàng. Tay này mỏi thì đổi qua tay khác, gã không muốn dừng. Bên ngoài trời đang yên lặng, gió lại bất ngờ nổi lên,
hú lên một cách dữ tợn. Mày nghĩ mày trốn trong đó thì tao không vào được hay sao? Tiếng của Kiều từ ngoài cửa vọng vô. Cả Hưng quỳ lại mập đầu, chắp tay xá liên tục. Tôi xin lỗi. Tôi không muốn làm như vậy đâu. Một bàn chân trắng xanh toát ra hơi lạnh, làm cho gã phải khẽ liếc nhìn. Kiều đứng trước mặt gã ta, nhưng gã không dám ngẩng đầu lên nhìn. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô. Cô tha cho tôi. Chỉ tại tôi cần tiền để mua thuốc cho ngoại tôi. Tôi trót làm chuyện dại dột. Xin cô mà, cho tôi ở lại với bà ngoại ít bữa nữa thôi cũng được nữa. Đợi ngoại tôi bớt kho rồi á, tôi ra đó nạp mạng cho cô. Đêm đó tôi chỉ phụ người kia khống chế cô thôi, chứ tôi nào đâu có xâm phạm gì cô. Làm ơn, cô cho tôi ở lại ít bữa nữa thôi. Kiều quay qua nhìn bà cụ đang nằm ngủ trên giường, vừa giận lại vừa thương. Có người trả tiền để ba đứa bay giết tao sao? Dạ, là Mận Thiên, con dâu của ông bà Hội. Là cô ta thuê chúng tôi làm chuyện đó. Tôi vì chút đỉnh tiền mà hồ đồ. Xin cô Kiều tha cho tôi sống vài ngày được không? Đôi mắt của Kiều từ trắng chuyển sang đỏ ngầu. Cô nhìn gã Hưng rồi lại nhìn sang bà cụ. Tôi tha cho anh một mạng để anh lo cho ngoại của anh. Nhưng từ nay về sau, đừng để tôi phát hiện ra anh làm chuyện gì sai trái nữa. Hưng nghe thấy vậy thì chợt dập đầu như bữa củi, nước mắt cũng đã trào ra. Dạ, tôi cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Kiều xoay người, linh hồn của cô từ từ biến mất trong đêm, rồi xuất hiện trong phòng, nơi mà Mợ Tiên đang ngủ. Tiên đang nằm thì bỗng thấy có thứ gì đó chạm vào mặt. Mở mắt ra chưa kịp định thần thì đã phải giật mình. Đối diện với Tiên là thân xác của Kiều đang treo lơ lửng. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của kẻ còn sống. Mái tóc đen dài xả xuống, quẹt lên gương mặt của Tiên. Bà mướn tụi kia giết tôi sao? Tôi cho tụi nó chậu diêm vương hết rồi. Giờ thì tới lượt bà. Mợ Tiên đanh đá như bao ngày, giờ không còn nữa. Cô ta nhắm mắt lại, thở gấp, miệng thì thầm. Chỉ là mơ thôi. Chỉ là mơ mà thôi. Mợ Tiên của nhà này đâu rồi? Sao bây giờ lại hèn nhát tới như vậy? Mở mắt ra nhìn tao đi. Mày dám sai người giết tao mà không dám nhìn tao hay sao? Kiều nói bằng cái giọng nấc lên thành từng cơn. Cái chết bất ngờ đau đớn mà Tiên sắp đặt đã gây ra cho Kiều nhiều đau khổ, uất ức. Và chính những tức tưởi đó đã ma hóa linh hồn của cô mất rồi. Kiều đưa tay nhắm tới phần cổ của Tiên mà bóp chặt. Tiên muốn la lên cũng không được, vùng vẫy cũng không xong. Tay của Kiều vẫn bóp chặt lấy cổ của Tiên, không cho cô ta cơ hội để thở. Đoạn, cô cảm thấy mình không còn khả năng vùng vẫy nữa. Trong tai cô vang lên tiếng của thằng Trọng, con trai cô. Tiên mở mắt ra, thấy con trai đang sờ vào mặt mình, gọi mình. Mẹ ơi, sao mẹ ngủ mà la quá vậy? Con kêu mẹ thức từ nãy tới giờ luôn á. Tiên đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, mọi thứ vẫn bình thường. Cô ta hít thở thật nhanh, như muốn chớp lấy những phần oxy quý giá. Lòng cô ta vui mừng khôn tả. Trời ơi, quá ra chỉ là mơ thôi. Rồi cô ta ôm chầm lấy thằng Trọng. Mẹ không sao, cảm ơn con trai. Đêm đó Tiên không dám ngủ. Cả cái lúc cô muốn chớp mắt thôi thì cũng đã là một vấn đề. Hình ảnh của Kiều khi nãy là thứ kinh dị nhất mà cô từng nhìn thấy.
Và có lẽ là hình ảnh đó cả đời này cô không bao giờ quên được. Sau khi tiên thức, cũng là lúc Bình nằm ôm cô Đào ở một nơi khác, nghe được tiếng khóc thúc thích của Kiều. Cậu ơi, con chết quan quá cậu ơi. Gà mở mắt ra, còn đang quan mang thì lời nói đó lặp lại thêm một lần nữa. Lúc này gã biết được rằng mình không nghe nhầm, nhưng gã lại ôm lấy cô Đào, gợi chuyện quan hệ một lần nữa, cố tình không bận tâm tới những gì mình đang nghe thấy. Khi cái mền tuột xuống để lộ thân hình của cô Đào, cũng là lúc tiếng khóc của Kiều chấm dứt. Dường như cô không muốn chứng kiến cảnh này. Khi trời còn chưa kịp sáng, Tiên vội vàng chạy đi tìm bà Hội, nói về chuyện đêm qua. Nhưng bà chỉ bỏ ngoài tai, vì kế hoạch giết Kiều là do một mình Tiên sắp xếp, không liên quan tới bà. Tiên bất lực, biết mẹ chồng sẽ không nghĩ cách giúp cho mình thoát khỏi Kiều. Cô sai người gọi xích lô đi về nhà mẹ đẻ. Đến khi cả Bệnh quay trở về, đi khắp nhà chẳng thấy vợ đâu, gã mới tìm tới bà Hội. Mẹ, hôm qua con nghe thấy tiếng của Kiều khóc chứ con đó. Nó nói nó chết quan. Cái gì? Nó còn tìm tới mày nhát sao? Ờ, cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà mẹ con bị sao? Đâu có. Sáng vợ mày nói với mẹ, nhưng mẹ không có nói gì hết. Chắc nó sợ nên về nhà mẹ nó mất rồi. Nhưng mà con Kiều nó còn đến tìm mày nữa thì mẹ không thể để yên được đâu. Phải, mẹ kiếm cách gì đi, chứ con sợ ma lắm. Đi chơi đêm mà gặp chắc con bước theo ông bà luôn quá. Cái thằng này, mày già đầu rồi mà ăn nói cái gì đâu không vậy? Để đó mẹ tính. Nói xong, bà Hội lật lật lấy chìa khóa mở trong tủ ra, lấy hẳn vàng trong tủ cho vào một chiếc túi vải nhung, thắt miệng túi lại rồi vội vã đi ra bên ngoài. Đoạn tới một căn nhà lá, xung quanh nhà trồng 5 loại cây mềm, không cao, lá rộng. Nhìn sơ qua hình dáng thì đều na ná nhau, nhưng đến khi nhìn kỹ lại mới biết được là chúng khác nhau. Bà Hội đứng trước cửa, nhìn vô trong nhà, chưa kịp cất tiếng hỏi thì trong nhà đã vang lên: "Bà vào đi." Bà Hội đi vô, một ông già da đen gầy nhôm từ đằng sau bước lên trên. "Bà Hội hôm nay đến đây có chuyện gì? Mời bà ngồi." Bà đặt mông xuống bộ đi văn, nói bằng cái giọng nhờ giả hiếm có: "Dạ chẳng giấu gì thầy, nhà tôi tuần trước có đứa người ở nó té sông chết. Mà nó chết rồi đi hù hết người này tới người kia vậy đó. Thầy có cách nào..." "Được rồi, tôi hiểu rồi. Nhà bà bị vong ám chứ vậy? Phàm những chuyện trên đời đều có lý do hết. Bà không có làm gì thì sao người ta ám bà được?" "Tôi thề với thầy là tôi không có làm gì hết. Mọi chuyện một tay là con dâu tôi nó gây ra. Nhưng mà cái dòng đó còn tìm tới con trai tôi mà làm phiền nữa. Tôi sợ để lâu không có tốt nên mới vội vã đi gặp thầy nè." Ông thầy im lặng một hồi rồi nói: "Chết ở dưới sông đó, hồn không được đưa trước đàng hoàng thì sẽ ở lại khúc sông đó. Thỉnh thoảng sẽ đi nơi này nơi kia, nhưng mà chỉ có một nơi để về, là cái chỗ sông đó thôi." Vậy có cách nào á để nó ở lại sông mãi mãi, không đi lung tung được không thầy?" "Cách thì tôi có, nhưng mà..." Ông thầy nhìn sang bà Hội, bà cũng nhìn ông rồi nhanh chóng hiểu ra, móc từ trong túi ra một cái túi vải. "Đây nè, đây là 5 chỉ vàng. Chỉ cần thầy đảm bảo nó ở dưới sông đó thôi, cái túi này là của thầy." "Đúng là bà Hội đồng có khác nha. Lễ trả bằng vàng chứ không tính bằng tiền như người ta." Thế là ông ta quay vô bàn thờ, lấy ra đưa cho bà một cây cọc dài chừng 18 phân.
dọc theo thân cọc là những đường cắt rất kỳ lạ. Cái cọc hai đầu, một to một nhỏ, được chốt chạm khá tỉ mỉ. Đầu trên to rồi nhỏ dần xuống. Phần đầu nhỏ được quét một lớp sơn màu đỏ, đựng trong một cái túi ni lông khá dày. Trong túi còn có một tờ giấy đỏ. Đây nè, bà viết họ tên của dòng ma đó vào trong tờ giấy này, bỏ lại vô trong bọc, ra cái khúc sông đó lựa chỗ nào mà đóng xuống đất, phủ đất lại đừng có để cho ai thấy. Trừ khi cái cọc này biến mất khỏi lòng đất, còn không đó thì dòng ma sẽ mãi mãi ở lại khúc sông kia. Tôi cảm ơn thầy nha. Nếu không có chuyện gì dặn dò nữa, xin phép thầy tôi về. Ông thầy gật đầu, bà Hội nhanh chóng ra về. Tới nhà bà vào trong phòng, lấy viết viết tên của Kiều ra. Khi xưa người nhặt cô về lấy họ của người đó, đặt làm họ cho cô. Đoạn ghi họ tên xong, bà lẩm bẩm: cho bỏ cái thối đi lung tung nhát người ta nghe con. Mặt trời còn chưa kịp xuống núi, bà Hội lại ra khúc sông vắng, nhìn tới nhìn lui không thấy ai mới an tâm ngồi xuống. Do đất cũng không quá cứng, đóng xuống rất dễ. Bà còn cẩn thận đắp thêm ít đất để che đi cái bọc đựng cái cọc kia. Xong xuôi, bà lại nhanh chân rời khỏi đi. Và cái cọc quái ác của ông thầy tuy nhỏ nhưng thực sự có tác dụng. Kiều không thể lên bờ, cứ cố bước lên là cả thần hồn như bị tê liệt. Đêm nay có một vài người còn có thể nghe thấy được tiếng thét oái oăm của một linh hồn chết trẻ. Một ngày, hai ngày, cho cả tuần trôi qua, Kiều không thể đi đâu, chỉ có thể ở lại khúc sông nhỏ đó. Cho dù cố lần theo con sông đi xa được một đoạn, cho cũng không thể đi tiếp được. Trước mắt cô vẫn là con sông dài đằng đẵng, nhưng cô không thể tiến thêm được bước nào. Càng ngày cô càng nhận ra đoạn sông mà cô được đi càng lúc càng ngắn lại. Chết oan uổng lại không được tự do, uất ức càng thêm uất ức. Tiếng khóc của cô cứ vang vọng khi đêm dậy. Chú Tư ghe cũng từ hôm đó không qua lại khúc sông ấy. Vốn định cho Kiều ở mãi một chỗ, bà Hội sẽ an tâm. Ai ngờ đêm nào cũng nghe cô hết khóc rồi lại cười lên những tràng mang dại ghê rợn. Mặc dù phạm vi cho Kiều càng ngày càng hẹp đi, nhưng cũng kèm theo đó, lòng dạ của bà Hội sống trong thấp thỏm lo âu không kém. Ở trong xóm, người ta bắt đầu đồn nhau về chuyện đi đêm. Đi ngang qua khúc sông đó thì lại nhìn thấy Kiều ngâm mình ở dưới sông, cất lên những câu hát oán than lạnh lẽo. Mãi sau gần một năm, cả gia đình bà Hội chuyển đi nơi khác sống. Giấy tờ bán đất cũng bàn giao xong xuôi. Họ đi tìm một nơi ở mới tốt hơn. Những người ở trong nhà cũng được xóa nợ một cách bất đắc dĩ. Gia đình của ông bà đi được vài tháng thì trên sông đó bắt đầu xảy ra một vụ chết đuối, là một người đàn ông tuổi hơn 30. Người ta cũng vớt xác lên đem về chôn cất. Khúc sông đó cứ mỗi năm vào đêm hè thì lại có một người đàn ông tuổi ngoài 30 chết đuối. Ai không tin vào chuyện ma quỷ thì nói nạn nhân do say xỉn mà té sông. Chứ còn với chú Tư ghe, mỗi năm vào cái đêm xảy ra án mạng, ông chỉ ngồi ở dưới ghe trích điếu thuốc lá rồi thở dài. Ông không chứng kiến cảnh tượng người ta chết như thế nào, chỉ biết là mỗi đêm khi Kiều cất lên một giọng hát ai oán thì những tên hám gái hám dục lại nghe thành những câu gọi mời, cứ theo đó mà bước xuống sông. Khi thân mình ngâm được phân nửa ở dưới lòng sông thì khi đó nhịp thở chỉ còn những lần ít ỏi mà thôi. 15 năm qua đi, xã hội có nhiều thay đổi, con người cũng bội phần đổi thay. Ấy vậy mà linh hồn cô Kiều vẫn trẻ như vậy, vẫn như gái 18. Vào 15 năm qua, những người chết ở dưới sông đó toàn là đàn ông hơn 30 thôi. Đều là những kẻ nghe tiếng quán than thành tiếng kêu gọi.
Chẳng ai biết được tới bao giờ Kiều mới rời khỏi khúc sông. Chẳng ai biết được lý do tại sao linh hồn cô gái kia lại hóa quỷ. Nhiều ông thầy tới cũng chẳng dám làm gì cô. Bà Quý, một trong những người thấy xác của Kiều trước khi đem chôn năm đó, bây giờ đã có cháu rồi. Vậy mà linh hồn của cô vẫn không hề già đi một chút nào. Ông Tư Ghe đang cùng vợ con chuẩn bị đi ngủ thì ông lại nghe thấy giọng của Kiều cất lên. Vẫn là những lời quán giận quen thuộc, nhưng sau đêm nay ông lại có cảm giác trợn người. Ông Tư chẳng bao giờ nghe thấy Kiều hát một câu gợi tình nào, nhưng với những kẻ sắp bị cô diệm chết thì lại khác. Trong không trung không còn vang vọng giọng của Kiều nữa. Cũng là lúc mà ông Tư biết cô đang tra tay với một gã hám dục nào đó. Sáng hôm sau, cái xóm nhỏ của ông tự dưng đông người tới lạ. Ông Tư Ghe ra hỏi chuyện mới biết có người thuê những người kia đi tìm một người thanh niên nào đó. Hơn 10 người lục tìm dưới sông đến trên bờ, mãi tới trưa trời trưa trật mà chẳng tìm được người. Người nhà của người bị mất tích mới sai người đi tìm thầy, nhưng những vị thầy đó người ta đến một lần chứ không dám tới lần thứ hai. Có những người thầy đủ pháp lực để cúng chuộc hồn thì lại đi đâu mất, không có một ai ở nhà cả. 2 giờ chiều, xem tình hình vẫn chưa tìm được xác, ông Tư Ghe thấy khó hiểu vô cùng. Ông nói: "Ê, bà ơi, bà ở đây coi nèo ghe rồi nghỉ chút đi. Tôi đi coi coi sao mà kiếm sáng giờ vẫn không thấy. Mỗi năm giờ này đã đưa về nhà an táng rồi còn gì." Ông đi đi, mà nhớ cẩn thận nghe ông. Kiếm sáng giờ mà không có, không chừng là không có ai chết mới kiếm không được thôi. Ừ, cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà trong người tôi nó thấy kỳ kỳ, đi coi thử còn sao. Ông Tư bước lên trên bờ, đi đến khúc sông đó mới biết là bà Hội năm nào đang thuê người đi tìm. Trong đầu ông chợt nghĩ, không lẽ là người con Kiều bắt là thằng Bình năm xưa hay sao? Nhưng vừa mới nghĩ xong thì gã Bình chạy tới bên bà Hội. "Mẹ ơi, tìm hết thầy rồi. Một số thì không chịu giúp, một số thì đi mất rồi. Bây giờ phải làm sao đây mẹ?" Trước mắt ông Tư là cậu Hai Bình năm nào, giờ đây đã là một gã đàn ông gần tuổi Ngũ Tuần. Ông Tư quay sang hỏi người kế bên: "Ủa, cái người đang kiếm săn vợ là ai vậy ông anh?" "À, nghe đâu là thằng con của thằng Bình đó. Khổ nỗi sáng giờ có tìm thấy cái xác nào đâu. Mà mấy người đi tìm thầy cũng không ai chịu giúp hết. Còn ông thầy Hai mỗi năm chuộc hồn giúp người khác thì bây giờ lại vắng nhà, không ai giúp hết ông à." Trong đầu ông Tư lại nghĩ về cái chết của Kiều năm đó, mang theo nghi ngại bước tới gần mép sông, nhìn xuống dòng sông tĩnh lặng đó. Ông nói: "Kiều à, nếu bà con nghe được lời chú Tư nói, con làm cái gì đó cho chú biết con đang ở đây đi Kiều." Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề, ai cũng gần như nín thở chờ sự hồi đáp. Ông Tư cũng hồi hộp không kém. Vài giây sau, cây mắm ở mép sông trung lắc lên dữ dội, cái ốc từng người một dựng đứng lên, ai cũng lùi về phía sau mấy bước. Bà Hội thấy cây mắm trung lắc bất thường, sợ tới mức sắp chết đứng đi. Từng chùm trái mắm thi nhau trụng xuống nước, lõm bõm rồi ngưng lại. Trong giọng nói có chút run rẩy, ông Tư lại cất lên: "Chú thay sang vợ đó, mọi người làm phiền con nhiều như vậy, chắc là con bực lắm. Mà cho chú hỏi, con có thấy ai ở đây trừ con không? Ý chú là xác người đó con." Từ dưới dòng sông đen ngòm dị sình do mọi người xáo trộn từ sáng tới giờ, bỗng từ từ nổi lên một cái xác của một cậu thanh niên tuổi chưa tới 30. Đó là Trọng. Bà Hội thấy xác cháu trai của mình nằm ở dưới
thì gào lên: "Trời ơi, tụi bay xuống dớt nhanh, cháu của tao, trời ơi." Một vài người lao xuống thì bị một lực nào đó kéo chân. Người nào người nấy hoảng hồn không dám xuống nữa. Ông Tư Ghê chứng kiến cảnh tượng, một phần nào đó cảm nhận được Kiều đang giận dữ lắm. "Đồ con quỷ kìa, mày làm ác trời sẽ trả báo mày đó biết chưa. Mày giết cháu tao, trời sẽ trừng phạt mày." Bà Hội buông lời mắng chửi. Cái xác của Trọng lại tự nhiên trôi về phía bên kia, nhanh như bị ai kéo đi vậy. Ông Tư Ghe đứng ở mép sông lại bị trượt chân té hẳn xuống nước. Ông Tư ra giữa dòng, hai tay đánh mạnh xuống nước, nước hai bên văng lên khỏi đầu rất cao. Trong làn nước mỏng manh đó, ai ai cũng nhìn thấy gương mặt của Kiều thoáng hiện ra. Đoạn nước rơi lại xuống sông, ông Tư Ghe quay nhìn về phía bà Hội, gương mặt phẫn nộ vô cùng. "Tôi có ác cũng chẳng bằng bà đâu." Giọng của ông Tư bỗng trở nên đanh thé, khác lạ, nghe như giọng của một cô con gái vậy. "Đúng là cha nào con nấy. Nếu như đêm qua nó không xuống đây với tôi thì làm sao tôi có thể bắt nó chết theo được chứ. Bà đừng có quên, khi xưa bà dùng bùa trấn yểm tôi ở lại đây. Nếu như khi xưa bà để tôi tự do, muốn đi đâu thì đi, thì hôm nay tôi đã không giết cháu trai của bà." Mọi người xung quanh chân hững nhìn về phía bà Hội. Cả tên Bình cũng nhìn mẹ mình. Bà Hội nghe Kiều nhắc đến chuyện lúc trước mới chợt nhớ lại cái cọc đựng trong ni lông năm nào. Bà đáp trả lại bằng một giọng không hề có chút hối cải nào: "Bây giờ tao đạo cái bộ đó lên, mày, mày trả mạng thằng Trọng lại cho tao đi." Trong thân xác ông Tư Ghe, Kiều lại cười lên điên dại. "Trả sao?" Cho cô nói bằng một cái giọng lớn tiếng đầy căm phẫn. "Bà nói trả là trả được hay sao? Vậy bà trả lại tôi mười mấy năm không được tự do, phải ngâm mình với dòng sông lạnh lẽo này đi, bà trả được hay không? Ừ? Tất cả những người tôi bắt mỗi năm chỉ là những tên hám dục thôi." Kiều lại cười lên man dại, rồi lại căm phẫn chỉ tay vào mặt bà Hội nói: "Các người mới chính là ác quỷ thật sự. Con trai bà hãm hại tôi, con dâu thuê người sát hại tôi. Còn bà nhờ thầy ếm nhốt tôi ở khúc sông này từng ấy năm. Tôi ác chỉ các người sống ác với tôi mà thôi." Cá Bình chợt quỵ xuống: Cậu xin lỗi. Kiều à, là do cậu hồ đồ rồi." Kiều thoát ra khỏi xác ông Tư, ông ấy lại bơi vào trong bờ. Cá Bình nhào tới nắm lấy tay ông: "Kiều à, tha lỗi cho cậu, cậu xin lỗi con." Ông Tư giật tay ra nói: "Con bé nó không chấp nhận lời xin lỗi này đâu." Rồi ông lại quay sang bà Hội: "Tôi không ngờ bà lại là người vô liêm sỉ tới như vậy. Nè, bay đâu, xuống đưa xác thằng Trọng lên. Ai đưa được cháu tao lên á, tao trả một cây vàng." Người dân ở đây cũng chẳng mấy ai được khá giả. Nghe bà ấy trả công tới một cây vàng thì ai cũng nhóm mình muốn vớt xác của Trọng lên. Hết người này tới người khác thay nhau xuống vớt, nhưng vẫn không được. Xác của Trọng vẫn nổi ở giữa dòng, da càng lúc càng trắng xanh, từ cứng chuyển sang mềm nhũn. Ai chạm vào cũng sởn cả da gà. Ông Tư lao tới bà Hội, lớn tiếng quát: "Xác của cháu bà nổi gần một ngày không dứt lên được rồi, mà bà vẫn không nhận ra là mình sai hay sao? Tấm bùa con Kiều nói nó đang ở đâu? Bà không giải thoát cho nó, tôi cũng nghĩ chẳng có ai có thể giúp bà dứt xác thằng cháu bà lên đâu." Bà Hội không trả lời, nhưng lại nhìn về phía nơi chôn cái cọc năm xưa. Ông Tư theo hướng mắt đi vô nhà của bà Quý mượn con dao phai ra đào, lôi lên mặt đất một cái cọc,
có những đường khắc rất kỳ dị, được đặt trong một túi ni lông cũ. Trong tờ giấy đỏ có họ tên của Kiều. Mọi người thấy có vật yểm mới nhận ra bản chất con người của bà Hội thâm độc tới mức nào. Chính cái thứ quái quỷ này đã giam giữ cô Kiều suốt ngần ấy năm, để linh hồn của cô uất hận tới nỗi mỗi năm giết chết một người. Ông Tư chẳng nói chẳng rằng, lấy cái hộp quẹt trong túi áo đốt luôn cái cọc và mảnh giấy kia. Cái hộp quẹt với bao thuốc lá lúc nào ông cũng mang theo bên người, nên không cần nhìn túi cũng móc ra được một cách dứt khoát. Sau khi đốt xong, vài người lại xuống sông vớt xác của Trọng lên để lấy vàng, nhưng vẫn không được. Ông Tư lại từ từ tiến xuống sông, tiến lại gần cái xác đó. Ông nói: "Chú đốt la bùa rồi, con có thể tự do rồi con. Người làm ác nhất định sẽ bị quả báo thôi. Con hãy buông bỏ hận thù đi Kiều." Chẳng có âm thanh nào đáp lại lời ông Tư, nhưng cái xác của Trọng lại trôi nhẹ về phía tay của ông. Ông Tư đưa xác của Trọng lên bờ, bà Hội như lời hứa trả cho ông một cây vàng. "Thôi, tôi không có khốn khổ tới mức lấy vàng của bà đâu. Bà đi làm thiện mà tích đức thì hơn." Bà Hội nghe thấy vậy lại nhét túi vàng vào trong túi, nhưng bất thình lình lại bị một lực gì đó giật lại. Túi vàng rơi xuống đúng chân của ông Tư. Không có một lời nói gì, nhưng ai ai cũng hiểu là Kiều muốn ông nhận lấy túi vàng kia. Ông Tư nhặt lên: "Nếu đã là ý của con Kiều thì tôi sẽ nhận. Bà đưa cháu của bà về được rồi." Mọi chuyện dần lắng xuống, ông Tư cũng quay về ghe. Sau khi kể lại mọi chuyện cho vợ, ông mở chiếc túi nhỏ ra, thấy trong đó là 10 chiếc nhẫn vàng. "Tôi định đem đi mua gạo phát cho bà con nào còn thiếu thốn hơn mình. Bà thấy được không bà?" "Ông làm cái gì tôi cũng ủng hộ mà. Với lại của thiên cũng trả địa thôi. Cái này đâu phải của mình làm ra, giữ cũng đâu có được đâu ông." "Thôi cứ làm vậy đi. Bây giờ ngủ chút đã." Bà Tư dặn cái đèn xuống, cho lửa nhỏ lại để bớt hao dầu. Gia đình nhỏ bắt đầu ngủ đi. Đêm ấy trong cơn mơ, ông thấy Kiều đến gặp ông. "Chú Tư, con cảm ơn chú rất nhiều." "Ôi, có gì mà phải cảm ơn chứ con. Tội nghiệp bay quá. Nếu chú mà biết có bùa đó, chú đào lên lâu rồi." "Thật ra con muốn cảm ơn chú lâu rồi, nhưng mà lúc đó con lo trả thù, chưa kịp nói lời cảm ơn chú thì đã bị yểm rồi. Mười mấy năm qua con chờ chú đi ngang khúc sông để con có thể nói lời cảm ơn, mà chú từ dạo đó không tới nữa." "Lúc đó đêm nào cũng nghe bầy khóc ấn buông chết à, ai dám tới con." "Dạ, con cảm ơn chú đã vớt xác con lên năm xưa. Cảm ơn chú đã giải bùa giúp cho con. Con tin đời này ông trời có mắt, chú hiền lành ông trời sẽ thương, sẽ phù hộ cho chú. Thưa chú con đi." Ông Tư chẳng nghĩ gì nhiều, gật đầu một cái. Trước mắt ông là Kiều, đang dần hóa thành một người trưởng thành, độ hơn 30 rồi. Cô bước khỏi ghe. Ông Tư giật mình tỉnh giấc, nhìn ra ngoài sông. Ông chẳng thấy gì cả. Ngồi trên ghe, ông châm lên một điếu thuốc rồi hút. Bóng trăng vàng thả dài với dòng nước yên ả, làm lòng ông cũng cảm thấy bình yên tới lạ thường. Ông cũng cảm nhận được Kiều đã rời khỏi con sông này, rời khỏi khúc sông lạnh đó để tìm tới một nơi tốt hơn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Khúc Sông Lạnh của tác giả Ngọc Trâm. Xin chào tạm biệt.
Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện khác nhé. Chúc quý thính giả một đêm thật an lành.